Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài đã tổ chức lễ ký kết triển khai văn bản hiệp đồng phối hợp thực hiện trong công tác khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn hàng không. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự và chứng kiến lễ ký kết. Theo văn bản ký kết, hai đơn vị đã cùng thống nhất thực hiện một số nội dung quan trọng, trong đó Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài có trách nhiệm thông báo các tin tức về khẩn nguy sân bay, đối phó với các hành vi can thiệp bất hợp pháp, tàu bay gặp lâm nguy, lâm nạn với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để nhận sự chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch khẩn nguy sân bay gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để hiệp đồng phối hợp. Thông báo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trợ giúp kịp thời khi vượt quá khả năng khẩn nguy sân bay tìm kiếm cứu nạn của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi tàu bay lâm nạn trong phạm vi khẩn nguy Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và cùng phối hợp tham gia diễn tập các tình huống khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn khi được yêu cầu. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tiến hành tiếp nhận các thông tin về tàu bay lâm nguy lâm nạn từ Sở Chỉ huy Khẩn nguy Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thông báo thông tin kịp thời cho Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi phát hiện vị trí tàu bay lâm nạn trong khu vực trách nhiệm trên địa bàn tỉnh. Khi nhận được thông tin khẩn nguy sân bay xảy ra trên địa bàn tỉnh và yêu cầu tham gia công tác khẩn nguy sân bay và tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động huy động nguồn lực tại chỗ để nhanh chóng ứng phó, xử lý hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ và nguyên tắc 3 sẵn sàng. Triển khai lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn theo đề nghị trợ giúp của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài khi tàu bay lâm nạn trong phạm vi trách nhiệm của Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài và trên địa bàn tỉnh.